Như chúng ta đã biết thì CRU của chúng ta sau 11,5 tháng mua thì sẽ được giải phóng ra thành CRU tự do. Đấy thì với số CRU tự do này chúng ta sẽ được làm những cái điều chúng ta muốn. Có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể cho lên trên sàn để chúng ta bán. Và cách thứ hai là chúng ta có thể gửi tiết kiệm để được nhận cái phần trăm lợi nhuận, đúng không? Tùy theo từng các cái gói mình gửi bao nhiêu tháng đó. Thì cái này trước mắt là chúng ta sẽ được nhận, trước mắt tập đoàn là sẽ cho chúng ta nhận là CRU tự do, lợi nhuận là bằng là CRU tự do. Còn về sau khi cái token UNTP của chúng ta nó ra đời thì tập đoàn sẽ trả cho chúng ta lợi nhuận hay hoặc là cái lãi suất ấy, thì theo cái đó. Vậy thì trong cái khuôn khổ của cái video này thì Minh Sơn sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị em cái điều tuyệt vời này là sao? Là Minh Sơn sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị em cách gửi cái tài khoản, cách gửi cái CRU tự do vào trong cái tài khoản tiết kiệm đó nó như thế nào. Thế thì điều kiện đầu tiên ấy để chúng ta có thể là sử dụng số CRU tự do này hoặc bán trên sàn hoặc là gửi tiết kiệm, thì điều kiện đầu tiên là chúng ta cần phải mua tài khoản VIP, tức là chúng ta phải tham gia vào VIP. VIP này thì nó có cái mức giá từ 10 đô, từ 10 unit cho tới 100 unit, dao động tùy vào cái chức vụ, tùy vào cái chức vụ của mọi người nó là cái gì thì chúng ta sẽ đóng cái số tiền tương ứng hàng tháng là như vậy. Mình phải nhớ là hàng tháng, nếu mà mình phải đóng hàng tháng thì mình mới được, tháng nào mà mình đóng thì mình được tham gia, còn tháng nào mình không đóng thì mình sẽ không được tham gia nhé. Thì với cái cách để tham gia câu lạc bộ VIP thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vào trong cái tài khoản API này. Minh Sơn sẽ lấy ví dụ bằng một cái tài khoản này. Chúng ta sẽ vào cái tài khoản API và chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên tay trái của màn hình này có cái chữ VIP Club đây, đúng không? Kích vào nó. Ok, đây là Minh Sơn làm trên máy tính, trên điện thoại thì hoàn toàn là tương tự nhé. Điện thoại chúng ta sẽ làm tương tự, chúng ta kéo xuống phía dưới này. Thì ở đây là do cái chức vụ của cái user này cao nên là thành ra là họ sẽ phải trả là 30 unit một tháng. Đây nó có giá đây. Thì chúng ta nhấn vào subscribe rồi thì ở đây là nó sẽ có hai ví, nó thu tiền ở hai ví chính và ví phụ. Thì ở đây là ví chính là có 25 này, ví phụ là 5 này, ví thưởng là 5 đấy. Thì là hai cái cộng vào với nhau, Minh Sơn đánh vào thì nó tổng cộng ra phía dưới này, đây là 30 này, 30 unit. Mình tích vào đây có nghĩa là nó sẽ tự động, nó sẽ trừ tiền, cứ hết hạn cái là từ trừ tiền, renew automatically này, có nghĩa là nó cứ tự động hàng tháng, cứ bắt đầu đến hàng tháng là đến hạn cái là nó có sẵn tiền ở trong ví là nó sẽ tự trừ của mình đỡ phải mất công mình làm lại nữa. Còn nếu mà mục tiêu của chúng ta chỉ có tham gia một tháng duy nhất thôi, đúng không? Thì chúng ta không cần phải cho vào cái renew này. Còn nếu như mà với những người tiết kiệm ấy, 2 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 4 tháng, 1 năm vân vân thì chúng ta nên làm cái này cho đỡ mất thời gian. Nhớ để nạp tiền mà thôi là được. Ok chưa? Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhấn buy. Rồi. Vậy là đã xong. Chúng ta có thể kiểm tra được là đây, nhấn vào đây để kiểm tra được cái tình trạng tham gia VIP của chúng ta. Đúng không? Đây, thời hạn là 17 tháng 6 này cho đến 17 tháng 7, đúng tròn 1 tháng luôn. 7 giờ 59 giờ tính theo giờ Nga và include này nó màu xanh, có nghĩa đây là đã tự động. Minh Sơn đã cho là tự động trừ tiền hàng tháng nếu mà đến hạn, đúng không? Đến tháng sau là 17 tháng 7 là nó sẽ tự động nó trừ tiền, nó ra hạn. Ok, sau khi xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ sang bên cái tài khoản CRU của chúng ta. Chúng ta kích vào cái CRU trên này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái portfolio, đúng không? Portfolio rồi đây thì ở đây là đã, ở bên này là cái tài khoản này, user này đã có là 4.180 cái CRU tự do đã được giải phóng này. Thì ở đây là chúng ta sẽ nhấn vào cái stacking. Stacking là để cho chúng ta gửi đó. Và ở đây là chúng ta sẽ khởi tạo cái gói gửi tiết kiệm. Ok. Ok.
Và sau đó là chúng ta sẽ ở đây là chúng ta sẽ chọn này, chúng ta sẽ chọn các cái gói, ví dụ đây là 1%, 1,2%, 1,5, 1,8 rồi 2%, cao nhất 24 tháng là 2,5%. Thế thì tùy vào cái mong muốn của anh chị em thì chúng ta hãy chọn nhé. Đây là 1 tháng này thì 1% thôi, 3 tháng thì 1,2%, 6 tháng 1,5%, vân vân. Thì giả sử như Minh Sơn ở đây là cứ chọn là 24 tháng đi, là 2,5%, ok chưa? Và bên này là dòng ở bên này là mình tổng số CRU mà mình muốn gửi. Thì như là giả sử như đây là Minh Sơn là sẽ gửi luôn là hết tổng số CRU đây. Tùy anh chị em tính toán. Thì với cái ví dụ này thì mình đánh vào hết số CRU. Và sau đó là chúng ta sẽ đọc các cái điều khoản kỹ ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nhận được là vào ngày thứ 31 cuối tháng này, ngày 61 rồi là ngày thứ 91, tức là nó cứ cách nhau đúng 33 ngày, 30 ngày. Giả sử ngày hôm nay ngày 17 đúng không? Thì đến ngày 17 tháng sau là nó sẽ tính thành 1 tháng, và đến ngày thứ 18 bắt đầu là nó sẽ trả thưởng, kiểu nó như vậy. Đấy thì nó tính ngày thứ 31 là như vậy, ngày thứ 61 thì cũng tương tự, tức là sang đến tháng sau nữa thì là nó lại tính sang thành là ngày 19 tháng sau. Đúng không? Hôm nay là năm ở bây giờ đang là tháng 6 này thì đến ngày 18 tháng 7 là sẽ được nhận một lần, lần đầu tiên. Xong là đến sang đến lần thứ hai thì mình sẽ nhận 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 mình sẽ nhận là sang là ngày 18 đúng không? 30 ngày sau đấy. 30 ngày sau là cỡ khoảng là ngày 18 tháng 8 gì đó. Đó, chúng ta cứ cộng vào như vậy. Ok. Thế thì sau khi đó thì đây người ta nói gì đây? Khi mà chúng ta khởi khởi tạo cái việc gửi tiết kiệm này thì là bạn đã đồng ý với cả tất cả các cái điều khoản ở đây rồi. Nếu mà ai cẩn thận thì có thể nhấn vào cái agreement này để đọc các cái điều khoản nó là cái gì. Thế còn nếu mà chúng ta đã cảm thấy ok rồi thì chúng ta nhấn vào đây. Đúng chưa? Chúng ta nhấn vào đây. Và khi mà nhấn vào đây rồi thì tập đoàn họ sẽ tính toán cho chúng ta luôn rằng là sau 24 tháng Minh Sơn gửi vào là 4.180 CRU thì sau 24 tháng Minh Sơn sẽ nhận về được là 2.508 CRU. Con số quá tuyệt vời đúng không? Hơn 50% đó. Nhận được là hơn 50% số CRU tự do. Vậy thì anh chị em hãy làm một bài toán đi. Hiện nay chúng ta đang là 0,2 đô la một cái CRU. Vậy sau 24 tháng giá nó chắc chắn là sẽ không còn 0,2 đô nữa đâu. Nó sẽ lên rất là nhiều. Nó sẽ lên rất là nhiều, giả sử như là 1 đô đi. Giả sử là 1 đô, đó là một con số ước lượng nhé, con số ước lượng. Thì 1 đô thì sau 2 năm là chúng ta sẽ được là 2.508 đô la. Đó thì tùy vào cái sự tưởng tượng của anh chị em và tùy sự đánh giá anh chị em để anh chị em có thể tính toán ra được cái con số mà mình sẽ nhận được sau khi cái thành quả mình nhận được sau khi mà mình gửi tiết kiệm đúng không? Ok. Đó, hoàn thiện các bước rồi thì mình sẽ nhấn vào confirm này. Confirm. Xác nhận. Ok rồi. Vậy thì chúng ta đã gửi tiết kiệm xong xuôi, anh chị em vào trong này để kiểm tra này. Đó. Đó, vậy thì đây là ở đây là nó có một cái tình trạng này. Tình trạng này là Minh Sơn đã gửi 4.180 CRU tự do và nhận lãi là 2,5%. Đó, và chúng ta phải nhớ nhé. Chúng ta phải nhớ là hàng tháng chúng ta cần phải duy trì cái tài khoản VIP như với của Minh Sơn này, và theo cái quy định của tập đoàn thì với 24 tháng này thì trong vòng 24 tháng thì cái tài khoản này của Minh Sơn đang làm này thì sẽ phải duy trì 24 tháng đều đặn là nộp nộp cái tiền VIP, tiền phí VIP. Ok chưa? Ok rồi. Thì mong rằng là cái video này sẽ hữu ích cho anh chị em. Nếu mà anh chị em thấy hữu ích thì hãy subscribe, hãy like và share video này của Minh Sơn để Minh Sơn có nhiều cái động lực hơn để làm những cái video mới chia sẻ tới anh chị em nhiều hơn. Rồi xin chào anh chị em và hẹn gặp lại ở tại video sau.